Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Vợ chồng chủ lò dương tính sách COVID-2, Đà Nẵng khẩn tìm người liên quan. Và theo thông tin từ báo VTC News, Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm người liên quan vợ chồng chủ lò mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn và hai công nhân tại đây dương tính với sách COVID-2. Chiều ngày 23 tháng 7, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng truy vết những trường hợp liên quan đến 4 ca dương tính với sách COVID-2 tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn, lò mổ Đà Sơn. Và theo lãnh đạo này, thì sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là lái xe và công nhân làm việc tại đây, lực lượng chức năng đã xét nghiệm sàng lọc toàn bộ cá nhân, các nhân viên tại lò mổ có liên quan. Lò mổ có rất nhiều dây chuyền hoạt động, các ca F chủ yếu liên quan đến dây chuyền số 1. Chúng tôi đã xét nghiệm 683 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 là lái xe và công nhân thì xác định có 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là vợ chồng chủ lò mổ ở dây chuyền số 1, vị lãnh đạo này cho biết. Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đề nghị tất cả những người đã đến địa điểm này từ 2 giờ đến 7 giờ các ngày từ 9 đến ngày 22 tháng 7 khẩn trương liên hệ với trạm y tế phường gần nhất hoặc là số điện thoại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 0398 423 143 khai báo y tế để được hỗ trợ tư vấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Và đó là thông tin ngày 23 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi, và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chung. Tạm biệt.